Ông cháu Chiến kêu tóc gì ông cháu? À hôm nay là ngày bạn gái cháu đi Singapore về chú ạ. À bạn gái ở bên Singapore về à? Vâng ạ, giờ chú cắt cho cháu quả đầu mắt tại Hải Phòng để cho đón bạn gái cháu bên Singapore về. À cắt mái tại Hải Phòng để đón bạn gái bên Singapore về gì? Vâng, đúng rồi chú ạ. Ok, vào việc luôn ông cháu nhá. Vâng. Dậy đi ông cháu ơi, xong đấy. Quả đầu để cháu đi đón bạn gái cháu bên Singapore đâu chú nhỉ? Đấy, quả đầu đón bạn gái cháu bên Singapore về. Được không? Được lắm chú. Ta Hải Phòng đấy. Mê ly luôn chú ơi. Gáy nhọn luôn đây này. Vâng. Trong chiến đâu? Trong Hoàng Phúc luôn chú ạ. Thế chú hỏi thật nhá, thế bạn gái cháu làm gì bên Singapore về? Bên Singapore đây. Bạn gái làm gì? Bạn gái cháu làm gì bên Singapore chú ạ? Làm gì? Làm ghệ bên Singapore. Làm gì cơ? Làm ghệ chú ạ. Làm ghế ở bên Singapore á? Vâng, làm ghế chú. Làm ghế hay làm ghệ? Làm ghệ chú ạ. À làm ghệ bên Singapore chứ. Thế thì bạn gái mày quả này về nhiều tiền lắm đấy. Bạn gái cháu. Thế thôi quả tóc của ông cháu 1 triệu đi nhá. Thì bạn gái giàu thì thôi bo cho ông chú 1 triệu nhỉ. 100 thôi giả ông chú 1 triệu được không? Được luôn chú ạ. Thế tài khoản đấy, tiền mặt. Tiền mặt luôn chú. Thật không? Thật luôn. Đưa 1 triệu thôi mà. À thầy bo ông chú 1 triệu thật à? Vâng. Cháu đi về đây. Cháu ok nhá. Cháu đi đón lúc phải cháu không? Thank you, cảm ơn ông cháu nhá. Nói đùa ông cháu lại giả chú 1 triệu thôi. Về thì gốc ok. Chào ông cháu.